Em xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của em. Hôm nay mình đi chợ mình thấy cái này nè các bạn, cũng là cuối tháng 10 á, sẽ có cái lễ hội Halloween á, cho nên là họ có bán nè các bạn, coi đây là khoai tây đó, nhưng mà nó lại là màu tím. Cho nên mình cứ suy nghĩ hoài làm cái bánh gì với lại cái khoai tây màu tím này. Thì nếu mà các bạn á, ở chỗ nào mà không có khoai tây tím á, thì các bạn có làm bằng khoai lang tím nha. Các bạn xem nó như vậy nè. Bây giờ mình lấy khoảng 2 củ mình bào ra rồi mình sẽ cân cho các bạn coi là bao nhiêu gram nha. Khoai tây tím mình cắt 2 củ nhỏ như vậy nè, và nó nặng 104 gram, là khoảng 100 gram nha các bạn. Mình cắt ra cái tay mình nó cũng bị dính như vậy. Nhưng mà mình không biết là lúc nữa mình làm thì nó màu đỏ hoặc là màu tím, nó có giống cái khoai lang Việt Nam mình hay không. Và bên trong thì nó như vậy nè bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ nó như vậy đi. Sau đó mình bỏ lên trong cái nồi mình hấp. Mình lấy cái nồi ra mình đổ một ít nước vào và mình bỏ khoai tím của mình vào trong đây mình hấp. Mình hấp khoảng 15-20 phút cho đến khi nào nó mềm á. Các bạn cũng có thể hấp bằng cái sửng cũng được. Hấp ra rồi mình nó mềm như vậy nè các bạn. Mình lấy đồ mình tán ra nha. Mình tán nhuyễn ra. Hoặc là bạn có cái máy xay á, thì các bạn bỏ vào các bạn xay cho nó nhuyễn luôn nha. Còn nếu không thì mình dùng cái nĩa nè, mình tán ra cũng được. Bây giờ mình dùng nước cốt dừa nha các bạn. Mình lấy 150, là 150 gram á, là 150 ml đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm theo cái công thức nó khác. Thì mình lấy bột gạo nè các bạn. Các bạn sử dụng bột gạo nào cũng được ha, hiệu nào cũng được. Mình lấy 50 gram bột gạo. Và bột bắp nha các bạn. Mình lấy bột bắp là 50 gram bột bắp luôn. Mình xài bột mì nha các bạn. Loại bột mì thông dụng á. Mình bỏ một muỗng nè. Khoảng 20 gram nha. Vì cái khoai tây tím nó không có ngọt, cho nên hôm nay mình sẽ dùng đường, loại đường bột á các bạn. Thì mình sẽ bỏ vô 100 gram. Nếu mà các bạn muốn ăn ngọt hơn thì các bạn có thể bỏ thêm cái lượng đường ha. Mình bỏ 80 thôi. Và đây là đường vanilla, nó có cái mùi vanilla. Mình bỏ vào luôn. Các bạn xài hiệu nào cũng được để cho nó thơm á các bạn. Và cuối cùng thì mình xài baking powder, các bạn xài hiệu nào cũng được nha. Mình sẽ lấy một muỗng cà phê. Một muỗng cà phê ha. Là khoảng 3 gram á các bạn. Một nhúm muối nha các bạn, một xíu thôi. Mình sẽ dùng cái rây này nè. Mình sẽ làm cho bột cho nó chắc á, là bột nó mịn á, cái khoai tây tím của mình mịn á, thì mình sẽ rây nó qua như vậy các bạn. Mình cà nó vô.
trộn khoai tím lên nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ từ từ cái nước cốt dừa vào nha. Khi mà mình trộn như vậy nè các bạn, cho nó tan chung với nhau hết rồi á, thì mình sẽ chuyển qua cái tô khác hoặc cái rổ khác, mình để cái rây lên nha. Mình lấy một cái tròng trắng trứng gà. Mình sẽ lấy cái phần tròng trắng trứng á, mình bỏ vào đây luôn nha. Mình khuấy lên nè, trộn lên. Mình trộn nhẹ nhàng, giống như là kỹ thuật mình trộn cho bánh bông lan vậy đó. Nếu mà các bạn thấy video của mình hữu ích thì xin vui lòng nhấn like và chia sẻ video của mình lên trên trang Facebook cá nhân của các bạn để cho các bạn gái khác cùng vào làm chung cho vui nha. Và nếu mà các bạn thấy thích kênh của mình thì xin vui lòng nhấn đăng ký để khi mà có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Mình xin cảm ơn rất là nhiều và mến chúc các bạn cùng gia đình một ngày mới vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc. Sau khi mà mình trộn xong á các bạn, thì nó ra như vậy nha các bạn. Và mình bắt một cái sửng lên, và mình sẽ dùng khuôn của ngày hôm nay là mình sẽ lấy cái khuôn làm cupcake á các bạn. Mình để cho nó nóng lên nè. Rồi nếu mà các bạn thích có thể dùng giấy, cái giấy muffin á, mình mua ở ngoài siêu thị họ có bán á, mình để vô. Mình để cái khuôn nó nóng nha. Giấy thì mình không cần phải phải thoa dầu hoặc là bơ. Độ an toàn á thì các bạn nên giảm lửa xuống vừa vừa trước á, đừng có để sôi quá mà cái nước sôi á nó phực lên nó làm cho mình phỏng tay. Mình đóng lại nha. Mình hấp khoảng 12 đến 15 phút. Mình mở ra xem nha. Hồi hộp quá đi. Ôi trời ơi. Ủa sao mà màu tím giờ nó thành màu xanh vậy, mình cũng không biết luôn. Chiếc bánh của mình sau 15 phút hấp, từ màu tím của khoai tây tím, nó chuyển sang cái màu này nè. Mình quay cho các bạn coi nè. Một bên mình để cho các bạn xem đây là hỗn hợp bột và khoai tây tím. Và sau 15 phút mình hấp, thì cái bánh bò của mình nó chuyển màu. Rất là thú vị phải không các bạn? Vậy mình đặt chiếc bánh bò này là chiếc bánh bò Halloween nha. Vậy mình đố các bạn nguyên nhân nào mà nó ra màu khác? Xin mời các bạn viết comment ở dưới
mình sẽ có câu trả lời giải đáp cho các bạn. Vì mình biết nguyên nhân nè. Các bạn đổ bằng khuôn á, thì mình sẽ lấy một chút dầu mình thoa vào nha các bạn. Mình thoa. Cho nó khi mà mình hấp á, thì cái bánh nó không có bị dính. Đổ mẻ thứ hai nha các bạn. Mình làm khuôn thật là nóng. Mình đẩy lại nha. Ở nhiệt độ cao nhất nha các bạn. Thì các bạn xem nè. Đó, khi hấp cao nhất thì nước các bạn thấy không? Hơi nước bốc lên rất là nhiều. Nếu mà mình hấp ở nhiệt độ nhỏ đó thì nó không đủ để bung cái bánh của mình nó bung ra nha. Mình hấp mẻ thứ hai 12 phút rồi, bây giờ mình mở ra nha. Mình rất là bất ngờ luôn á, không biết sao nó ra màu xanh nữa. Mà coi, các bạn thấy cái chung không? Nó nở rất là... Nó nở ra làm ba luôn á. Còn cái khuôn mà nóng lắm, cái khuôn bánh bèo á, thì nó không có nở nổi nhiều như là cái khuôn này. Mình cũng không hiểu nữa các bạn, tại sao nữa mình làm bằng màu tím mà sao bây giờ nó ra cái màu nè. Lạ quá ha. Cho nên người ta mới ghi là khoai tây cho mùa lễ Halloween, là lễ ma quỷ á các bạn. Coi nó ra cái màu không biết màu gì luôn. Nhưng mà các bạn thấy cái bánh không? Nó rất là nở. Nếu mà các bạn muốn nở bung nữa đó, thì các bạn pha ít bột bắp thôi. Nóng. Bạn xem. Ôi, nóng. Nè. Bạn thấy nó nở bung lên luôn không? Và đây là bánh bò mình để đến sáng hôm sau. Mình quay cho các bạn xem. Bánh nó vẫn không bị khô nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ xé ra cho các bạn. Cái vị ngọt á thì mình bỏ kỳ này nó sẽ ngọt hơn cái loại bánh bột vừa trước. Nếu mà các bạn nào mà thích cho nó phồng to hơn nữa đó thì các bạn giảm lượng bột bắp lại, bởi vì bột bắp nó tạo độ kết dính rất là cao hơn là bột gạo, cho nên các bạn pha, nếu mà các bạn muốn cho nó xốp thật là xốp to, phồng thật là to thì các bạn bỏ lượng bột gạo nhiều hơn hơn là bột bắp. Vì mình thích ăn á, nó không có bột nhiều cho nên là bột bắp nó sẽ làm cho cái bánh nó dẻo hơn nè các bạn. Mình lại thích cái kiểu này làm hơn là bột gạo không. Ăn rất là thơm mùi nước dừa nữa.